Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo thì hôm nay vào ni index của chúng ta là một phiên biến động tương đối lớn do bị ảnh hưởng rất nhiều từ thị trường tài chính thế giới. Đặc biệt là từ những tin tức CPI Mỹ tăng cao hơn mức kỳ vọng, làm cho Dow Jones giảm hơn 1.200 điểm, dẫn đến vào index của chúng ta mở một cái gấp đau vào buổi sáng do phản ánh tâm lý đầu tư hoảng loạn trước những tin tức đó. Nhưng mà khi về những vùng hỗ trợ cứng thì chúng ta bắt đầu phục hồi cách nhanh chóng và tạo ra một phiên rút chân trên Cùng theo phân tích kỹ thuật, cụ thể hôm nay vừa nay chỉ giảm 7,63 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1.240,77 điểm. Giá trị giao dịch thì mức trung bình 14.351,72 tỷ và đang cứu tốt phân hóa dòng tiền tương đối rõ rệt. Hầu hết những nhóm ngành tăng điểm chính chủ yếu đến từ dòng dầu khí, đầu tư công và một vài mã cổ phiếu của dòng chứng khoán. Còn những nhóm ngành giảm điểm đến từ dòng ngân hàng, phân bón và một vài mã cổ phiếu của dòng điện thì nhìn chung đoạn này cái trend xu thế của Bernie thì của nó cũng đã gãy những cái trend xu thế tăng điểm về trung hạn của nó và ở trong những cái nhịp tăng và phục hồi như thế này thì đánh giá nó chỉ là những nhịp phục hồi kỹ thuật phù hợp với việc chúng ta cơ cấu lệnh mục và hạ dần tỷ trọng ra tại vì anh chị biết rằng ấy cái xu thế mới là cái quan trọng nhất của Bernie và anh chị thấy những cái nhà đầu tư thiên tài như ông Mark Money Bernie ông có những câu nói như thế nào thì ông nói rằng ấy là trong suốt 35 năm giao dịch chứng khoán tôi luôn ở một vị thế mua trong một thị trường tăng giá và đứng ngoài khi mà xuất hiện những cái thị trường con gấu điều này không phải vì tôi có một cái quả cầu tiên tri mà tôi chẳng bao giờ đi tranh cãi với bản điện và thị trường thì anh chị thấy rõ ràng rằng ấy cái phong cách đầu tư của ông mắc money, money ông rất là hay tại vì anh chị thấy rõ ràng rằng trong một cái thị trường giảm giá đi các anh chị đầu tư đi thì xác suất thắng của anh chị có cao hay không ví dụ như từ vùng một 526 điểm nó về vùng một 300 điểm như thế này nó là cái xuống giảm nên chị đầu tư trong giai đoạn này đi xác sức thắng của anh chị sẽ rất là thấp Các anh chị đầu tư 10 mã thì hầu như 8 mã anh chị đã thua tại vì 80 phần trăm cổ phiếu nó đều đi theo hiện chung nhưng mà trong một cái thị trường tăng đi anh chị đầu tư bất kỳ mã cổ phiếu nào thì chúng chị cũng sẽ có những cái khoản lãi tương đối lớn vì cái xác suất của anh chị thắng nó sẽ tương đối cao các anh chị đầu tư 10 mã thì anh chị đã thắng hết 8 mã đúng không ạ nên khi nào thì chúng ta bắt đầu up trend trở lại thì chúng ta sẽ đầu tư còn khi nào mà chúng ta nó chưa rõ ràng xu hướng thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cầm tiền trở lại và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn và một cơ hội mới giống như cái trong khuyến nghị của em hiện tại thì chủ yếu em cầm tiền là chính chứ hạn chế tham gia những mã cổ phiếu nào mà nó chưa có những cái xu hướng rõ ràng ví dụ như hôm nay em có viết một cái khuyến nghị vào buổi sáng thì em có nói rằng ấy là hiện tại sau khi vợ niên để chúng ta giảm điểm mạnh gãy xu hướng xác nhận những cái điểm AR trong pha tích lũy lớn thì gần đây chúng ta chỉ xác nhận đây nó chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật và rơi hầu như những cái nhà đầu tư mình cũng đã hạ tỷ trọng sau những nhịp phục hồi kỹ thuật này rồi thì chúng ta phải cầm tiền và chờ lại những cái dòng mới chúng ta mới tham gia trở lại được và em đánh giá đây sẽ là những cái giai đoạn gọi là cơ hội nhiều hơn rủi ro tại vì khi cầm tiền ấy thì trường chỉnh về những, những mức chiết khấu tốt hơn thì chúng ta vẫn có những cái lượng tiền để chúng ta tham gia ở những vùng chiết khấu tốt hơn nữa mà và khi mà thị trường ta nó chỉnh xong ấy Thì những cái dòng đầu mạnh nó sẽ được biểu hiện trên thị trường này Tại vì những cái dòng nào mạnh nó sẽ bắt đầu nó rơi ít hơn thị trường chung Và nó giữ giá tốt hơn thị trường Và với những cái trạng thái mà Dow Jones Mỹ ấy, nó rơi hơn 1.200 điểm Do CPI Mỹ vẫn cao hơn với những cái cùng kỳ Làm cho những cái thị trường của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Do những cái sự giảm điểm của Dow Jones Nhưng mà anh chị thấy rằng ấy là cái vùng hỗ trợ cứng tiếp theo của Verney sẽ là những cái vùng 1200 1220 nên em cũng sẽ kỳ vọng là đi chúng ta nó sẽ sai thêm trong giai đoạn sắp tới và khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư theo xu thế và dùng tiền khi thị trường lên thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào lại nhưng mà khi một cái thị trường xuống thì chúng ta sẽ đứng ngoài chúng ta sẽ không tham gia tại vì chúng ta cũng sẽ không cố đắm ăn so với thị trường và anh chị thấy này về cái kịch bản của vừa thì em đánh giá rằng ấy là cái bản chất của thị trường nó cũng sẽ theo cung cầu nhiều hơn nên nhà đầu tư mình cũng đừng quá lo lắng Dow Jones có thể giảm mạnh nhưng VN Index còn nhiều hỗ trợ cứng và có thể gọi là vn index chúng ta nó mạnh hơn dow jones nên kỳ vọng vn index nó sẽ test về vùng 1223 rồi nó sẽ bắt đầu cân bằng trở lại thì hôm nay vn index chúng ta nó cũng sẽ test về vùng giá 1228 sau đó cũng bật tăng tương đối là nhanh chóng nhưng mà đối với một cái phiên rút chân trên trong một cái xuống giảm như này thì chúng ta cũng chưa chắc rằng ấy là những phiên này nó sẽ bắt đầu bật tăng vào phiên sau tại vì anh chị biết rằng ấy cái xu hướng mới là cái quan trọng nhất ví dụ trong cái xu hướng giảm như này đi mặc dù anh chị thấy này nó tạo ra cái đá đầu tiên nhưng sau đó nó bắt đầu phục hồi rồi bắt đầu tạo ra những cái phiên rút chân trên thì anh chị thấy này nó chưa chắc gì phiên ngày mai nó sẽ tăng đúng mà thì nó thậm chí nó còn có những cái phiên giảm ngược trở lại thì chúng ta cũng chưa biết rằng phiên ngày mai nó như thế nào thì chúng ta cũng phải lên những kịch bản để chúng ta hành động sẽ cho phù hợp nếu ngày mai nó giảm lại thì sao nếu nhà đầu tư mình cầm tiền mình vẫn còn những cái vùng gọi là tiền để mình có thể là bắt ở những vùng chiết khấu tốt hơn còn nếu mà thị trường chúng ta tăng ấy nó vào những cái xu hướng mới và bắt đầu vượt em 20 chúng ta vẫn có thể mua vùng giá cao hơn để chúng ta chọn lựa được những mã cổ phiếu tốt để chúng ta đầu tư. Quan trọng là cái tính thời điểm chứ không phải là cái giá cả của mã mã cổ phiếu nào đó. Em ví dụ cụ thể đi như con Vinamilk đi, cái thời điểm chị tham gia thì thời điểm nào anh chị sẽ lãi là cái thời điểm của nó nó tạo ra xuống tăng. Ví dụ thời điểm này nó tạo ra vùng đáy sau, cao đáy trước. Mặc dù anh chị mua ở những vùng giá trên đây này thì anh chị tham gia là sao? Có lãi không? Vẫn có lãi bình thường. Tại vì nó là một cái xuống tăng trong ngắn hạn đúng không ạ? À? Còn anh chị thấy một cái xuống giảm trong dài hạn như này, các anh chị mua bất kỳ điểm nào anh chị cũng lỗ. Tại vì sao? Tại vì nó chưa bắt đầu tạo ra xu hướng để cho anh chị đầu tư tham gia. Nên anh chị thấy này cái việc mà cái giá cả nó không quan trọng quan trọng là xu thế của nó là xu thế tăng hay là một cái xuống giảm tại vì trong thị trường này nó đều có những cái chu kỳ của cổ phiếu và chúng ta phải nhận biết rằng nó đang ở chu kỳ nào để chúng ta có thể là chọn lựa những điểm mua sao cho hợp lý chứ không phải là nó thấy nó đang giảm như này giá rẻ đó của nó quá rẻ rồi thì chúng ta tham gia nhưng chị thực chất chị tham gia nó có lãi không mới là cái việc quan trọng đúng không ạ thì vờ nên chúng ta hiện tại nó cũng tương tự như thế nên chúng ta phải cần cân nhắc thêm xem hiện tại chúng ta nên cầm tiền hay là chúng ta nên cầm hàng ở giai đoạn sắp tới hay ở đoạn này chị thấy này cái xu hướng của vừa đi nó cũng là một cái xuống giảm mặc dù chị thấy này ở đây là đá đầu tiên nhưng nó cũng có những cái trạng thái này nó phục hồi lên sau đó quay lại retest có một phiên rút chân nhưng phiên phía sau nó vẫn rơi bình thường nhưng mà đối với một cái giai đoạn ấy mà nó quay lại nó retest thành công nó có dòng tiền vào thì nó sẽ bắt đầu nó tăng trở lại ví dụ ở đây chị thấy này nó cũng là một cái phiên nó rơi đúng ạ bắt đầu nó tạo một đáy hai đáy này nhưng anh chị thấy này cái phiên sau nó tạo ra mẫu hình gọi là dấu cộng thì nó sẽ bắt đầu nó rơi trở lại nhưng mà khi thì chúng ta bắt đầu có dòng tiền vào ấy ở đây này một đáy này hai đáy hướng lên thì anh chị thấy này nó rút chân lên tạo ra hai đáy nhưng mà anh chị phải biết rằng khi nào chúng ta tham gia đoạn này chúng ta tham gia được chưa chưa tham gia được nhưng mà khi nào có dòng tiền vào anh chị thấy này bắt đầu nó nổ vô như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tham gia lại thị trường nó sẽ an toàn hơn thường thường ấy, các anh chị biết rằng ấy đầu tư theo mẫu hình cái con cá nhật ấy thì những phần ngon nhất của thị, thị trường là phần gì là phần thân chứ không phải là phần đầu phần đuôi đúng không ạ nên khi nào nó bước vào cái phần thân thì chúng ta sẽ tham gia chúng ta cũng sẽ không tham gia ở những cái vùng đáy hoặc là chúng ta cũng sẽ không tham gia ở những cái vùng đỉnh hay là chúng ta phô mô ở những vùng đỉnh đúng không ạ thì cái đó là những cái chiến lược gọi là tốt nhất khi mà chúng ta tham gia với thị trường chúng ta cũng sẽ quan sát những phần thân của cùng một con cá là phần nào để chúng ta tham gia hay là khi một cái thị trường nó rơi xuống đi anh chị thấy này nó cũng sẽ có những cái trạng thái nó nhịp hồi kỹ thuật nhưng mà khi nó quay lại nó test không thành công nó lại rơi tiếp đúng không ạ nhưng mà khi nào nó bắt đầu này nó cân bằng đi test hai đến thành công rồi sau đó anh chị thấy này nó tạo ra một cái xu thế này đáy sau cao đấy trước rồi dòng tiền vào thì đâu là điểm tham gia thì đây mới là điểm tham gia chứ không phải là những cái vùng dưới đáy này anh chị tham gia đâu rất khó để chúng ta đón được những cái đáy của cổ phiếu hay là đón được những cái đáy của thị trường hay giống như đoạn này anh chị thấy này bắt đầu từ trên nó rơi xuống đi đúng không ạ và bắt đầu nó cũng sẽ có những cái nhịp phục hồi đi lên này rồi anh chị thấy này nó rơi nó rơi trở lại đúng không à. ạ nhưng nó cũng sẽ có những phiên test cung này nó rút chân chơi này nó cũng không có rắp được hết được gáp này thì nó vẫn tiếp tục nó rơi bình thường đúng không à. ạ anh chị đừng có quan trọng quá nhiều vào cái phiên nó là rút chân hay là những phiên tạo đáy hay chưa nhưng quan trọng ta phải quan sát ấy là cái, cái xu hướng của vừa đây hiện tại nó như thế nào thì bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng rằng cái xu thế đi trong ngắn hạn là sao nó đã gãy xu hướng trong ngắn hạn rồi thì ở đây chúng ta xác định là nhịp phục hồi kỹ thuật chúng ta chỉ canh những nhịp hồi lên để chúng ta hạ ra bớt còn khi nào ấy mà dòng tiền của của VN Index bắt đầu vào và bắt đầu nổ vol đấy nó vượt qua vùng giá đó khoảng là 1265 đi vượt qua M2 20 đi với những cái vol của nó ít nhất khoảng trên 15.000 15 triệu cổ phiếu đi trên 15.000 tỷ đi chúng ta sẽ tham gia trở lại đúng không ạ à? nên quan trọng là cái tính thời điểm nên đoạn này em đánh giá là chúng ta phải cần cơ có lệnh một một cách tốt nhất cũng như em cũng đã hướng dẫn nhà đầu tư mình cơ cấu danh mục trong những cái phiên gần đây đúng không ạ à? mặc dù thì chúng ta nó chưa tạo đáy nhưng cũng có những mặt cổ phiếu chúng ta vẫn có thể nắm giữ được hoặc là những cái mặt cổ phiếu chúng ta vẫn có thể chấp nhận rủi ro chúng ta tham gia được tại vì một cái thị trường này nó có những cái sự phân hóa khá nhiều khi mà nó tạo ra những cái sai quay đáy của nó tình trạng này hôm nay những mã cổ phiếu như BCG, gì thế này nó vẫn tiếp tục có những cái biên độ tăng khi mà chúng ta mua đúng điểm những cái phiên tích cung đúng không ạ à? hay là những mã cổ phiếu như C4G này hôm qua em có đề cập trong video hoặc là những cái mã cổ phiếu như là con con HBC hôm nay nó cũng có những cái biên độ dự giác khá tốt đúng không ạ à? nên trong đoạn này chúng ta cũng sẽ tập trung vào cổ phiếu xem chúng ta bán mã nào và chúng ta giữ mã nào xem mã cổ phiếu nào là mã phiếu mạnh và mã phiếu nào là mã cổ phiếu yếu trong giai đoạn sắp tới thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng đi. Thì dòng vật liệu xây dựng ấy đối với những mã phiếu như BCG thì cái điểm mua em có đề cập trong cái phim qua là những điểm mua tích cung như thế này còn bây giờ nhà đầu tư nào mua điểm này thì chúng ta cứ nắm giữ và chúng ta sẽ canh chốt lại dần theo chiều tăng chứ bây giờ cái điểm mua mới thì nó giá nó chưa có tại vì sao nó gặp lại cái cản trước như thế này này thì phù hợp với việc mà chúng ta chờ đợi và nắm giữ và chốt lại nhiều hơn so với việc chúng ta phô mô mua đuổi ở những cái vùng giá cao ở đây anh chị thấy tại vì sao em lại nói ở những cái phiên vừa rồi lại là những điểm mua tại vì chúng ta mua thì chúng ta phải biết vì sao chúng ta mua đầu tiên chúng ta phải nhìn vào xu hướng này mặc dù thị trường nó gãy nhưng mà phiếu này có gãy không nó vẫn giữ một cái xu hướng khá là tốt đúng mà sau đó có dùng tiền vào để đợi giá không thì đây cũng là những dòng tiền tổ chức họ vào họ đợi giá nó cũng nằm trong biên tích lũy và sai quay yếu tố cạn cung nó cũng đã xảy ra khi nó tạo ra những cái trạng thái von cạn dần về cuối vùng tích lũy và sai quay của nó xuất hiện dấu hiệu cung cầu là phiên nô no, ba một phiên giảm điểm đóng cửa gần như là thấp nhất phiên biên độ dao động hẹp sau đó xuất hiện thêm một phiên tích cung thì hôm nay là một phiên break là việc hết sức bình thường và mẫu hình của nó là mẫu hình gì mẫu hình ba đáy ngắn đúng không ạ à? đây là đáy thứ nhất này đáy số 2, đáy số 3 mẫu hình đảo chiều xu thế từ giảm sang tăng giống như con gì giống như con stb thì cái mã phiếu này phiên hôm qua em cũng đề cập cho đầu tư mình phù hợp với việc đánh ngắn nhiều hơn so với việc chúng ta nắm giữ dài giống như đoạn này chị thấy này con stb mẫu hình gì mẫu hình này một đáy này hai đáy này và đây là đáy số 3 này sau đó tích lũy quanh những cái vùng gọi là đáy trước của nó và nó tạo ra những biên sideways đúng không ạ à? dòng tiền vào này rồi sau đó yếu tố cạn cung xảy ra này một phiên nô no, sập mặt một phiên test cung này hai phiên test cung này phiên này phiên nổ thì anh chị thấy này rõ ràng giống như bcg không ạ à? tương tự như bcg tại vì sao mẫu hình nó lại lặp đi lặp lại trong thị trường tại vì cái tâm lý và hành vi nhau tụi mình không bao giờ thay đổi theo thời gian nên chúng ta có thể là dựa vào những cái gọi là cái dữ liệu trong quá khứ để chúng ta có thể là dự đoán trong tương lai tại vì thực chất của cái phân tích kỹ thuật là gì là chúng ta sẽ phân tích lại những cái dữ liệu quá khứ dựa vào giá và khối lượng để chúng ta có thể là dự đoán được những cái hành vi của nhà đầu tư đúng không ạ à? thì nhìn chung những cái mã phiếu BCG nó đã qua điểm mua thì anh chị phù hợp việc nắm giữ và canh chốt lại để có thể là chốt lại ngắn chứ đừng có để mất lại giống như có STB chứ ví dụ ở đây anh chị thấy này nếu nhà tư mình thấy con STB đi anh chị mua được điểm này thì anh chị canh lên này đây nó tăng lên kháng cự như này thì anh chị chốt đi đây nó gặp lại cản này anh chị chốt đi chứ anh chị nắm một thời gian anh chị thấy có lãi đâu đúng không ạ à? nên chúng ta phải biết rằng ấy, ở giai đoạn này chúng ta nên đánh ngắn hay là chúng ta đánh dài thì con BCG gì thấy này mẫu hình tương tự đây cũng có một cái gap này thì kỳ vọng nó lên một gap này chúng ta sẽ canh chút lại bớt đúng không ạ à? nên chúng ta quan sát để canh chút lại đối với BCG còn những mã phía như C4G này hôm nay cũng bật tăng khá là tốt tại vì sao tại vì thị trường chỉnh nó không chỉnh mẫu hình là mẫu hình gì mẫu hình gọi là nền tảng trên nền tảng giá đây là nền tảng giá số 1 đây là nền tảng giá số 2 và đây là nền tảng giá số 3 thì dòng tiền hôm nay vào cũng khá quyết liệt chứng tỏ chị thấy rõ ràng rằng ấy là cũng có những cái sự đỡ giá vượt cầu nó nhiều hơn so với lực cung và hấp thụ hết những nguồn cung Quanh những cái vùng kháng cự trước thì ở những cái phim trước ấy thì những phim gọi là test cung như thế này là điểm mua còn bây giờ nó đánh lên đây nó gặp lại cản thì kỳ vọng ấy ngày mai nó sẽ tiếp tục một nhịp tăng nhưng mà nhịp tăng tiếp theo để nhà đầu tư mình phù hợp việc chút lãi nhiều hơn so với việc mình mua mới nên quan sát và nắm giữ thêm đối với C4G còn những mã cổ phiếu như CTD này đoạn này nhìn chung ấy nó cũng khá là đẹp khi nó tạo ra mẫu hình gì ạ à? đây là mẫu hình VCB thu hẹp nhà đầu tư mình đọc qua cái quyển sách gọi là phù thủy chứng khoán sẽ biết mẫu hình VCB thu hẹp là gì anh chị thế này nó càng ngày càng thu hẹp biên độ về những cái vùng tích lũy và sideways của nó đúng không ạ và cuối vùng tích lũy và sideways quay nó luôn luôn có những yếu tố cạn cung dòng tiền vào nổ lên và anh chị thấy này nó lại tiếp tục có những cái trạng thái đỡ giá và anh chị thấy này tạo ra những yếu tố nâng đáy một đáy và hai đáy phiên này cũng là phiên tích cung khá thành công nhưng mà để nói chúng ta tham gia thì chúng ta phải chờ đợi những cái trạng thái tích lũy lại quanh những cái vùng đâu khoảng là 73 rồi chúng ta mới tham gia được tại vì lên đây nó gặp lại cái nguồn cung dầu tư cũng đang kịp hàng vùng này bán ra này và dầu tư đang có lại bán ra này nên chúng ta phải chờ đợi những cái biên độ tích lũy thêm thì nó sẽ là điểm mua an toàn còn bây giờ chúng ta cứ nắm giữ thêm đối với ctd còn những cái mã cổ phiếu như là con dbg thì nó là một trong mã cổ phiếu đánh giá tương đối đẹp so với những mã cổ phiếu khác ở thị trường hiện tại tại vì đây là mẫu hình gì đây là mẫu hình gọi là vai đầu vai anh chị kể ra này đây là cái vai trái này đây là cái phần gọi là đầu của nó này và đây là gọi là cái vai phải của nó này đúng không ạ đây là mô hình vai đầu vai này dòng tiền cũng đã vào này nó cũng hấp thụ lượng cung khá là tốt này thì đối với mã cổ phiếu này nó đang cân bằng khá là tốt thì đối với nhà đầu tư nào muốn tham gia thì đánh giá nếu ngày mai có một cái phiên ấy, gọi là bùng nổ cái vol của nó lớn vào và nó ít nhất cái vol của nó phải vượt cái giai đoạn phía trước của nó là 3 triệu cổ phiếu để tạo ra phiên breakout xác nhận mô hình thì chúng ta sẽ tham gia nên chị lưu ý nếu ngày mai cái vol của nó bắt đầu khớp lệnh trên 3 triệu thì đó là những điểm tham gia chính đối với dbg tại vì khả năng nó sẽ tạo ra mô hình gọi là vai đầu vai khá là thành công và anh chị phải tại vì sao em lại khuyến nghị nhà đầu tư mình ấy, phải chờ đợi mô hình hình thành chúng ta mới tham gia em ví dụ như đoạn này đi nó bắt đầu tạo ra mô hình này vai này ở đây là cái đầu này và anh chị thấy này ở đây là một cái vai phải của nó đúng không à? ạ thì đâu là cái điểm xác nhận mô hình thì đây là cái điểm xác nhận mô hình này điểm này anh chị tham gia rất an toàn tại vì sao tại vì đây là dòng tiền tổ chức họ vào đúng không à? ạ và nó nổ vô, nó đã báo hiệu hiệu những cái trạng thái từ xu thế giảm sang xu thế tăng thì chị mua điểm này thì chị có thể là canh chốt lại dần theo chiều tăng khi nó gặp lại kháng cự đúng mà nhưng mà khi một cái mã cổ phiếu ấy, nó tạo ra một cái mẫu hình vai này đầu này vai này nhưng chị thấy này cái vai này nó chưa thành công đúng mà nó chưa có dùng tiền vào xác nhận thì chị tham gia này chị thấy này rất dễ dàng dính những phải cái bull trap của nó đúng mà nên chúng ta phải chờ đợi những cái điểm xác nhận mẫu hình của mẫu hình vai đầu vai này chúng ta mới tham gia nên chúng ta sẽ chờ đợi và chú ý vào cái phiên ngày mai của con DBG xem nó có đặt vol hay không tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là con FCN, FCM hôm qua cũng có đề cập rồi đúng không ạ? Đây là mẫu hình lá cờ. Thì mẫu hình lá cờ này cũng đã bắt đầu lấy lại đường em 20. Dòng tiền cũng đã vào thì đây cũng là những điểm pivot. Còn nói để cái điểm tham gia đẹp hơn thì chúng ta phải chờ đợi xem ở phiên phía, phía sau ấy hay là những cái tuần sắp tới nó có đủ độ cân bằng qua vùng giá 16 17 hay không thì chúng ta mới tham gia. Tại vì lúc đó nó mới bắt đầu nó bước vào những cái xu hướng chính của nó. Còn bây giờ chúng ta phù hợp với việc nắm giữ nhiều hơn cứ chờ đợi thêm những cái phiên phía sau đi quanh 16 17 nó cân bằng thì mới là những điểm mua đẹp và tuyệt vời nhất của con FCN tiếp tục là con HBC HBC trên xu thế của nó thì nó vẫn giữ trên xu thế tăng này và ở đây anh chị thấy này nó vẫn sai quay cái vòng của nó cũng khá là thấp nên chúng ta cứ chờ đợi những phiên phía sau nó lại lại đường hai 20 đi rồi nó cân bằng vùng giá đó khoảng là 20 21 thì đó mới là những điểm mua tốt đối mặt cổ phiếu HBC còn bây giờ chúng ta chưa vội mua sớm mã phiếu này cứ chờ đợi thêm và kiên nhẫn đối với HBC HHV thì hôm nay nó cũng tạo ra biên độ dao động khá lỏng Đây cũng là mẫu hình một đáy hai đáy Cũng là những cái sự cân bằng khá tốt đúng không ạ Nhưng mà anh chị thấy này Cái biên độ dao động của nó hơi lớn Thì chúng ta phải chờ đợi nó siết biên độ lại Chúng ta mới tham gia Còn bây giờ chúng ta phù hợp với việc nắm giữ và quan sát nhiều hơn Còn những mã cổ phiếu như là con uh... VCG hôm nay cũng nổ trần này Thì nhìn chung mấy cái phim quan có đề cập đối với con VCG Tại vì ở đây nó cũng là mẫu hình này một đáy hai đáy này Mẫu hình tương tự như con Vinamilk ấy thì ở đây nhà đầu tư mình nào mà đánh qua con Vinamilk giống như mà em khuyến nghị giai đoạn phía trước ấy thì đây là những cái phân mẫu hình em thường hay đánh là mẫu hình gãy nền rũ đây là mẫu hình này một đáy hai đáy này tạo ra cái nền này rũ bỏ gãy đường em hai mươi này sau đó cạn cung lại này anh chị thấy xuất hiện một phiên nô no sập một phiên tích cung thì đây là phiên tham gia thì đối với VCG hôm qua là cái phiên khuyến nghị anh chị thấy này đánh rũ bỏ cạn cung gãy đường em hai mươi để cho đầu tư hoảng lòng bắt ra hết này sau đó xuất hiện một phiên nô no sập này một phiên tích cung này rồi sau đó xuất hiện một phiên nô no sập một phiên tích cung thì đây là cái phiên mua này đúng không ạ thì nhà đầu tư nào mua được phiên này thì em xin chúc mừng còn bây giờ nó đã đánh lên gặp kháng cự thì chúng ta sẽ phù hợp với việc canh tăng lên chút lãi nhiều hơn so với những cái việc chiến lược chính ngắn còn về việc chúng ta đánh dài thì hiện tại nó vẫn chưa điểm mua mới nên nhà đầu tư mình cứ canh chút lãi dần theo chiều tăng tiếp tục là về những mã cổ phiếu của dòng dầu khí thì những mã phiếu như BVD nó vẫn tương đối mạnh đúng không ạ thì đối với mã phiếu này này là những mã phiếu có câu chuyện điên thì nó mạnh thì chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ và phù hợp với việc chốt lãi nhiều hơn chứ bây giờ cái điểm mua mới thì chưa có cái gì cứ canh lên gặp kháng cự quanh giá đâu khoảng là 24-25 thì chúng ta sẽ chốt lại bớt còn bây giờ cái điểm mua mới thì chưa có tại vì chị biết cái mua mới là chúng ta sẽ mua mới tại nền hoặc là mua tại những cái điểm gọi là bắt test thành công chứ bây giờ nó chạy nước rút như thế này nhờ tình mua vào nó sẽ dễ dàng dính những cái đỉnh ngắn hạn của nó em ví dụ như những cái điểm mua đúng là như thế nào ví dụ ở đây anh chị thấy này nó đang có những tố cân bằng và nó đang tạo ra những cái điểm gọi là bắt test thành công là những cái điểm bắt test này này là những điểm thành công này thì đây là những điểm mua chính thì nó sẽ mang độ an toàn nhưng mà khi nó bắt đầu nó vượt khỏi những vùng đỉnh trước và nó bắt đầu nó chạy nước rút ví dụ ở đây anh chị thấy này giai đoạn này nó chạy nước rút như thế này, này. rồi nhiều tin fomo vào thì chị thấy rất dễ dàng dính những cái định ngắn hạn của nó đúng không ạ à? và anh chị vừa có những cái trạng thái cắt lỗ ra thì nó sẽ bắt đầu nó quay đầu nó tăng nó sẽ khó đúng không ạ à? nên chị, chị phải chọn điểm mua đúng thì chị mới chọn được những điểm bán đúng được nên ở đây phù hợp với việc mà chúng ta chốt lại nhiều hơn so với việc chúng ta mua mới BVS thì đoạn này cái trend xu thế của nó nó vẫn giữ cái trend xu thế tăng này hôm nay nó cũng lấy lại đường m 20 Nhìn chung nó gặp lại cạn trước này thì cho nó xoay quay lại thêm ít nhất khoảng là năm sáu phiên thì sẽ là những điểm mua đẹp hơn còn bây giờ cái điểm mua mới đối với BVS thì chưa có tiếp tục là những mã cổ phiếu như BR thì ở đây nó gãy khỏi những cái đường gọi là trend xu thế ngắn hạn của nó thì phục hồi là chúng ta hạ ra cho an toàn còn cái điểm mua mới thì chưa có nếu mà mã phiếu này giai đoạn phía sau ấy nó bắt đầu nó phục hồi đi lên rồi nó cân bằng thêm chúng ta sẽ tham gia và chúng ta sẽ quay lại thao tại vì anh chỉ biết rằng này một cái mã cổ phiếu này nó gãy khỏi những cái đường xu hướng thì nó khá là nguy hiểm anh chị thấy này khi mà muốn tăng thì nó phải cần một cái biên độ tích lũy đủ lớn để có thể tăng hoặc là nó phải có những yếu tố rủ bỏ nó mới bắt đầu bước vào trên lai tăng mới đúng không ạ à? nhưng mà thường thường những mã cổ phiếu như là con BR này anh chị thấy này khi nó gãy xuống này thì nó phải cần một cái giai đoạn sai quay khá là lâu ít nhất là khoảng 1 tuần 2 tuần hoặc có thể là một tháng 2 tháng thì sau đó chúng ta mới tham gia trở lại được nên hầu như khi mà phục hồi lên thì chúng ta cứ hạ ra cho an toàn rồi chờ đợi những cái biên độ cân bằng phía sau thì hãy tham gia tiếp tục là những mã cổ phiếu như gas đi gắt thì nhìn chung ở đây nó cũng đã gãy kinh line rồi này ở đây cũng là tạo ra mô hình này một đỉnh hai đỉnh này xác nhận up test ba thì đây chỉ là nhịp hồi thì nhà đầu tư là mình có thì cứ canh nhịp hồi lên hạ ra chứ bây giờ cái điểm mua mới đối với gác thì cũng chưa có ôi là đoạn này nó cũng đã gãy cái scan xu thế mặc dù nó tạo ra cốc tay cầm tạo ra một phiên breakout nhưng mà nó bị fail thì hầu như nó bị bị điều chỉnh là việc hết sức bình thường nhìn chung đoạn này nó về vùng hỗ trợ trước thì chúng ta cứ quan sát nắm giữ thêm kỳ vọng nó sẽ có những cái nhịp phục hồi quanh vùng giá đâu khoảng là 14 là đường em 20 của nó để đầu tư mình hạ ra bớt chứ bây giờ điểm mua mới cũng chưa có đối với oil là tiếp tục là con bvc bvc thì nhìn trong đoạn này khả năng đánh tương tự như con bvd nhưng mà trong một thị trường rủi ro thì chúng ta cũng sẽ không nên đánh cược đối với mã cổ phiếu bvc tại vì đoạn này nó cũng có những cái trạng thái vốn lớn nhưng mà cũng không tăng nhiều thì chúng ta sẽ quan sát thêm một vài phiên nữa để chúng ta có thể là xem thị trường có sự đồng thuận chưa rồi chúng ta mới tham gia còn bây giờ phù hợp với việc nắm giữ nhiều hơn còn những mã cổ phiếu của dòng thép này thì hôm nay dòng thép cũng khá là mạnh như con nam kim này thị trường phiên sáng nó chỉnh đâu khoảng là gần 20 điểm nhưng những cái mạng cổ phiếu như Nam Kim nó không chỉnh chứng tỏ nó mạnh thị trường thì đối với mã cổ phiếu Nam Kim này chúng ta có thể kỳ vọng cho giai đoạn phía sau nhưng ở đây cái vol của nó hơi lớn thì chúng ta sẽ kỳ vọng cho những phiên phía sau nó cân bằng ít nhất khoảng là năm sáu phiên nữa rồi cái vol của nó càng dần xuất hiện những phiên nô sập hoặc tết cung chúng ta sẽ tham gia còn bây giờ vẫn chưa điểm mua mới đối với Nam Kim hoa sen thì hôm nay nó mới chi cầu tức xong thì nhìn chung cái biên độ dự giá của nó cũng khá là tốt nó cũng tạo ra mô hình này một đáy hai đáy ba đáy nhưng ở đây cái vol của nó cũng tương đối lớn thì chúng ta chờ đợi cái vol của nó càng kiệt dần thì mới là những điểm mua mới còn bây giờ chưa điểm mua đối với hg còn những mã phiếu như hpg thì nó vẫn mạnh thì phù hợp với việc nắm giữ nhiều hơn quan sát và chờ đợi cho nó xuất hiện những phiên gọi là tết cung sẽ tham gia đoạn này cho nó cân bằng ít nhất khoảng là năm sáu phiên có thể là tuần sau chúng ta sẽ có điểm giải ngân mua mới đối với hpg còn những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán đi hôm nay cũng tăng khá là mạnh này nhưng mà nhìn chung những mã cổ phiếu HCM này khi mà nó giảm điểm và nó có những yếu tố cạn cung thì yếu tố bật tăng là việc hết sức bình thường nó cũng đã lấy lại em 20 nhưng nó gặp lại cạn trước này này thì phù hợp với nhà đầu tư nào bắt đáy được ở vùng này này thì chúng ta sẽ canh chúng ta bán ra chứ bây giờ cái điểm mua mới của nó thì chưa có tại vì nó gặp lại cái cạn mới này này và khi nó gặp lại cản thì yếu tố đến vượt đỉnh thì sẽ rất khó nó phải cần một cái biên độ sai quay để hấp thụ lại lượng cung do đầu tư đang kẹp hàng bán ra này đầu tư đang có lại bán ra thì mới có thể là bứt phá được khỏi những vùng đỉnh trước của nó giống như đoạn này anh chị thấy này nó gãy rũ này nhưng mà khi nó lên nó gặp trời cản này thì anh chị thấy này thì nó cũng phải cần một cái thời gian ít nhất khoảng là hai tuần để có thể hấp thụ lượng cung sau đó mới bật tăng thì đoạn này em đánh giá nó cũng phải cần một thời gian tích lũy khá là lớn để có thể là bước vào những cái đa bước phá mới nên nhà đầu tư mình chưa có điểm mua mới đối với HCM đi thì ở đây nó cũng đã có những tín hiệu gọi là gãy xu hướng về ngắn hạn của nó thì nó phục hồi lên là việc hết sức bình thường tại vì do đó về những vùng hồi rồi trước này thì khả năng nó sẽ dao động trong biên độ khá là hẹp trong phiên tới kỳ vọng ngày mai nó cũng sẽ có những sự phục hồi nhưng phục hồi là để mình hạ ra chứ không phải là lúc chúng ta mua vào tại vì khi nó gặp cản là chúng ta sẽ bán chứ không phải là lúc chúng ta mua anh chị học qua những cái phần gọi là kháng cự hỗ trợ đi thì cản là gì cản là những vùng có nguồn cung bán ra ví dụ ở đây là cản này từ đáy phục hồi lên cản sau thì bán ra đúng mà chứ không phải là những lúc chúng ta mua vào còn khi nó về vùng hỗ trợ này rồi tích lũy và sai quay trở lại này dòng tiền vào xuất điểm điểm pivot thì đây mới là điểm mua đúng mà nếu chúng ta cứ đầu tư theo nguyên tắc ở đây nó chưa điểm mua thì khi mà nó phục hồi lên thì chúng ta hạ ra chứ không phải là điểm mua mới đối với đi còn những mã phía như VCI nó cũng khá là mạnh nó vẫn giữ cái trend nhưng mà anh chị thấy ở đây là nó xuất hiện mẫu hình gì ở đây à? một đỉnh này hai đỉnh này và đây là ba đỉnh đúng mà ở đây cũng có một phiên xác nhận là up 3 ba nên nhịp hồi này thì chúng ta cứ quan sát để chúng ta hạ ra cho an toàn chứ bây giờ cái điểm mua mới đấy mà cổ phiếu VCI thì chưa có mặc dù cái trên xu thế của nó vẫn giữ nên chúng ta cứ chờ đợi và quan sát thêm một vài phiên xem nó như thế nào SSI thì mã phiếu này nó lại yếu hơn, nó cũng tạo ra những cái trạng thái tích cung trong xuống giảm đúng không ạ? Ở đây anh chị thấy khi mà nó giảm tạo ra phiên tích cung trong xuống giảm thì nó vẫn tiếp tục giảm bình thường. Nên chung ấy, anh chị thấy ở đây tích cung này, đây một đáy hai đáy này tích cung này vẫn tiếp tục giảm bình thường. Ở đây nó cũng tương tự như vậy. Nên chung ở đây nó cũng không phải là tạo ra cái xu hướng tin cậy. Nên đối với việc phục hồi chúng ta hạ ra cho an toàn. Còn khi nào mà bắt đầu nó up trên trở lại chúng ta sẽ tham gia nên quan sát thêm đối với mã cổ phiếu SI còn nói về ở đây thì em đánh giá ở đây là cái điểm gì đây là cái điểm AR này AR của một cái mẫu hình gọi là VSA thường thường ấy anh chị đầu tư thường áp dụng cái mẫu hình VSA cho cái thị trường chung nhưng mà thực chất ấy, cái thị trường chung ấy không có ai gom hàng được nguyên cả thị trường đâu chủ yếu là chúng ta sẽ áp dụng mẫu hình VSA cho những cái mã cổ phiếu cụ thể để chúng ta xác định xem nó là cái pha gì của một cái mẫu hình quay cớp đúng không ạ à? thì ở đây nếu mà ở đây là SC thì ở đây chỉ là AR thì khả năng ở đây nó rơi xuống thì khả năng sẽ tạo ra một cái điểm SD trong pha A rồi sau đó sẽ có một cái điểm phục hồi lên để vượt đỉnh thì em đánh giá cái điểm mà nó khả năng lắp gáp quanh vùng giá đâu khoảng là 19 á sau đó mới bắt đầu có nhịp hồi mạnh thì chúng ta cứ chờ đợi nó lắp gáp cân bằng thành công chúng ta sẽ tham gia đoạn sau còn bây giờ chúng ta vẫn chưa điểm mua mới đó với SSI rồi tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản thì đoạn này nó yếu hơn ví dụ như những cái mã cổ phiếu như là con sale đi Sale thì ở đây nhìn chung nó là test cung trong cái xuống xuống đúng không ạ vẫn chị thế này test cung trong xuống đi xuống thì nó sẽ là những cái yếu tố không có đủ cái đoạn toàn chúng ta tham gia anh chị thấy nó đang giảm như này test cung này rồi nó hồi này nó lại tiếp tục giảm bình thường đúng không ạ nhưng mà trong xuống tăng thì nó lại khác anh chị thấy ở đây nó cũng test cung này nhưng mà trong xuống giảm thì nó lại một cái yếu tố khác nên nhìn chung đối với mã phiếu này khả năng nó sẽ phục hồi nhưng phục hồi để chúng ta hạ ra chứ không phải là lúc chúng ta mua vào đối với sale tại vì nó đã gãy xu hướng tăng trong ngắn hàng nên chờ đợi thêm đối với mã cổ phiếu sale giai đoạn sắp tới tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là DSG đi đến giờ hôm nay mặc dù phục hồi mạnh mẽ nhưng nó chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật chứ không phải là nhịp tăng cái trên xu hướng của nó là ở đây là gì thế này nó nó gãy xu hướng về ngắn hạn của nó nếu nó hồi lên đây thì phù hợp với việc chúng ta hạ ra cho an toàn còn cái điểm mua mới đối với DSG thì chưa có Nam Long thì nhìn chung nó cũng phục hồi trở lại tương đối tốt nhưng ở đây nó cũng đã gặp lại cái vùng gọi cản trước của nó vùng giá 42 nên chúng ta cứ chờ đợi quan sát thêm khi nào nó cân bằng chúng ta mới có điểm mua mới còn bây giờ phù hợp với việc mà phục hồi lên chúng ta hạ ra và chờ đợi nó có đủ biên độ tích lũy chúng ta sẽ tham gia trở lại tiếp tục lại mà cổ phiếu như là con con uh, HDC đi HDC nhìn chung ở đây cái gãy xuống ngắn hạn của nó mẫu hình này một đỉnh hai đỉnh xác nhận xu thế ấp, up thấp ba thì đây chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật chứ không phải là những nhịp để chúng ta tham gia mua vào ví dụ ở đây như thế này đây là mẫu hình gì ạ một đỉnh này hai đỉnh này ấp thấp ba xuất hiện này thì nhịp hồi lên thì chúng ta hạ ra không phải lúc chúng ta mua vào thì chúng ta cứ quan sát những cái phiên phía sau xem ấy nó có những cái trạng thái nó đánh vượt khỏi những cái đường em 20 sau đó tích lũy trở lại được thì chúng ta sẽ tham gia chứ bây giờ chúng ta mua mới thì nó sẽ khá là rủi ro tại vì nó đang trong cái nhịp rơi và nó chưa đủ độ cân bằng chúng ta có thể là kỳ vọng cho nó có nhịp tăng mới tiếp tục là qua những cái mã cổ phiếu của dòng điện đi điện thì hôm nay bc 1 khá là mạnh này mẫu hình này là mẫu hình vc buôn hẹp thì đối với thị trường ấy có tín hiệu rủi ro nhưng mà con bc 1 này nó vẫn mạnh thì chúng ta sẽ chú ý đoạn sau thì đối với mã cổ phiếu này thì ở đây cũng xuất hiện một phiên nô no sập này những phiên tích cung liên tục này thì chúng ta có thể kỳ vọng có thể đi ngược lại với thị trường thì đầu nào chấp nhận rủi ro thì con bc 1 này sẽ là một cái điểm sáng cho cái giai đoạn sắp tới khi nó tạo ra mẫu hình gọi là mẫu hình VCB xu hẹp đúng không ạ? Thì nhìn chung đối với mã cổ phiếu này, chúng ta kỳ vọng được đây là những điểm tích cung để chúng ta tham gia này. Còn con bao thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng nhìn chung ấy con bao thì nó sẽ tạo ra biên độ yếu hơn tại vì nó là những mã cổ phiếu uh, hầu như ấy, nó mang những cái vốn hóa cũng lớn đúng không ạ? Nên nó sẽ đánh chậm hơn đối với con BC1. Thì đối với cái dòng điện ấy, nhà đầu tư mình muốn mà đầu tư mình có thể là mang những cái tính chất gọi là ăn thua nhiều hơn ấy, thì chúng ta sẽ đầu tư vào những mã cổ phiếu như BC1. Còn bao thì nó phù hợp với việc mà đầu tư mình đầu tư về trung và dài hạn nhiều hơn. HDG theo phần dự trên thì đoạn này nhìn cho ấy nó cũng cân bằng với khá thấp thì chúng ta cứ chờ đợi xem những phiên phía sau ấy nó có lấy lại được 20 không chúng ta mới tham gia còn bây giờ để mua mới đối với HDG thì chưa có GEG -E thì yếu hơn so với BC1 và bao thì phù hợp việc nắm giữ chứ bây giờ cái điểm mua mới thì chưa có đối với GEG -E tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng bảo hiểm đi bảo hiểm thì BVH thì nhìn chung đoạn này nó cũng cân bằng khá tốt này thì ở đây nó cũng gãy M20 nhưng nhìn chung cái vol của nó cũng khá bé thì chúng ta cứ quan sát xem những phiên phía sau nó có lấy lại được M20 không nó có một phiên pivot để tạo ra những cái dòng gọi kích thích dòng tiền vào thì chúng ta sẽ tham gia còn bây giờ chúng ta cứ nắm giữ anh chị thấy là cái xu hướng của nó vẫn giữ khá là tốt BMI nó cũng tương tự như vậy nhìn chung nó cũng rút chân được này thì kỳ vọng mã phiếu này nó không sẽ có một nhịp nổ để tạo ra một hình gọi là vai đầu vai nên quan sát dần đối với BV... BMI cũng được này thì dòng bảo hiểm ta sẽ chú ý ở đoạn sắp tới nếu mà thị trường chúng ta bắt đầu có những tín hiệu gọi là test thành công còn đoạn này thì chúng ta cứ cầm tiền và chờ đợi quan sát xem cái phiên ngày mai đó hạn phái sinh ấy những cái tổ chức họ sẽ làm gì xem họ có chịu hấp thụ lại lượng cung hàng do những đầu tư mà có những cái lượng lại bán ra hay không hay là có tạo ra những trạng thái đổi giá trong cái phiên đó hạn phái sinh hay không thì chúng ta cứ chờ đợi thêm còn à, bây giờ chúng ta cứ quan sát xem những cái tín hiệu nó rõ ràng hơn thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tham gia lại thị trường Cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe video. Thì nhà đầu tư nào mình còn thắc mắc gì có thể là comment dưới video để hỗ trợ nhà đầu tư mình một cách tốt nhất.